Tập 1216, Beba Shin đang suy ngẫm về nó. Shin đứng xem robot Gundam mà sướng hết cả người, và hôm nay Gundam sẽ ra mắt phiên bản đặc biệt có căn cứ. Shin thấy vậy thì mắt sáng rồi dãy đành đạch đòi mẹ mua luôn cho nóng, nhưng mẹ nhớ hình như Shin có cả rổ Gundam rồi mà. Nhưng mà đây là phiên bản đặc biệt, với lại mẹ có cả mớ đồ rồi mà vẫn suốt ngày đi săn sale mua đồ mới đó thôi. Mẹ nghe mà xịt keo luôn, thôi được rồi, mẹ sẽ mua nhưng mà phải xem thái độ của Shin đã. Ok mẹ thôi, thấy Hima nghịch túi mẹ, Shin liền lại bảo em không được phá. Mẹ thấy nay Shin được việc phết, chưa kịp vui thì thằng con trời đánh lại đội túi mẹ lên mông uốn éo quắn quéo. Kết quả là túi xịn của mẹ rách toạc ra. Mẹ nghĩ là Shin nên nói gì đó đi chứ, Shin liền đề xuất mẹ thay túi mới đi, vậy là mẹ gào lên. Ông con sợ quá vòng tay xin lỗi mẹ, mẹ định giảng bài thì cu cậu lại ra hóng robot Gundam trên TV. Điên quá mẹ tắt tivi cái dục, mẹ thấy Shin chỉ xin lỗi cho qua chuyện thôi, chứ có thành khẩn gì đâu. Nên quên dụ robot Gundam đi, Shin nghe mà như sét đánh ngang tai, vậy là đến trường. Cu cậu ủ rũ kể về sự keo kiệt của bà Misae ba ngấn với đám bạn thân ai nấy lo. Ai cũng thấy tội nghiệp Shin ghê, vậy mà làm Shin háo hức. Kazama thấy lỗi tại Shin hết, đang ở thế bị động mà cứ manh động làm gì. Theo Nene thì giờ phải tương kế tựu kế thôi, đó là tỏ ra đáng thương với bố để bố mủi lòng nói đỡ với mẹ. Mà sao thấy kế này đỉnh của đỉnh luôn, tự nhiên cậu nhớ lại hôm trước đi siêu thị. Thì chị nhân viên cứ chăm chăm ghi lại những gì ông chủ dặn, Nene thấy liên quan quá. Nhưng mà sao thấy kế của Nene hay đó, giờ việc của Shin là tỏ ra hối hận thôi, Shin thấy vậy thì trong vòng một nốt nhạc. Kazama thấy Shin quá tự tin rồi, nhưng ở nhà, mẹ đã mua sẵn robot Gundam đợi Shin về, mẹ không hiểu sao lại mua nó nữa. Giờ mà tặng Shin thì chắc cu cậu lại cảm động rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy mẹ cho mà xem. Mới nghĩ thôi mà mẹ đã cười ngoác cả mồm, nhưng mẹ không hiểu sao lại yếu đuối vậy không biết. Lúc này Shin cũng về tới, cả đám hy vọng là kế hoạch sẽ thành công. Nhưng Shin vẫn chưa lốt được gì cả, Kazama liền nhắc nhẹ về dụ hối hận. Lúc này cu Shin mới nhớ ra rồi vội chạy ra sau vườn thu quần áo giúp mẹ, vậy là cu cậu kéo mãi. Chợt nghe tiếng con trai sau vườn, mẹ đưa robot ra định gây bất ngờ thì lại nhận được bất ngờ hơn là nguyên xào quần áo sập hết xuống đất. Kết quả là mẹ phải lôi cả mớ vào giặt lại sấp mặt, tự dưng lại được luyện cơ tay, nhìn hộp robot mà mẹ thấy mệt mỏi quá. Trong này, Shin đang xòe tay xem kế hoạch tác chiến. Nhưng mà không có bố ở nhà, Shin lại lôi Hima và Bạch Tuyết vào, rồi tuyên bố là đã rất hối hận nên yêu cầu cả hai ra bẩm báo với mẹ. Nói rồi Shin uốn éo vào đầu bứt tai tỏ vẻ đau khổ, Hima thấy chướng mắt quá bỏ đi luôn. Nhưng Shin muốn em làm chứng cảnh ăn năn của mình nên nhảy lên bàn kéo em ra. Su sao mẹ định ra tặng quà lại thấy cảnh này. Nên mất hết cả hứng, đã vậy Bạch Tuyết lại còn ở đây nữa. Nó sợ quá liền dãy dụa kể chuyện hối hận của Shin. Nhưng mẹ đâu có hiểu tiếng chó đâu, Shin liền phiên dịch. Là Bạch Tuyết thấy Shin hối hận lắm rồi, mẹ chẳng thấy gì cả. Mà Shin cứ trơ mặt ra, chợt nhớ lời Masao, Shin liền lấy giấy ghi chép lại những lời mẹ dạy bảo. Mà mẹ không biết là Shin đang làm trò mèo gì thế kia. Thì Shin đang viết những lời mẹ dặn lại không lại não cá vàng quên mất tiêu, tự nhiên mẹ thấy cảm động quá. Con mình đã trưởng thành rồi sao, nhưng mà trùng hợp ghê. Sao những chữ đầu lại ghép thành bà già keo kiệt? Vậy là mẹ tức sôi máu, nhưng Shin đã hối hận lắm rồi mà. Mẹ chẳng thấy gì cả, vậy thì Shin chịu rồi. Rồi mẹ bỏ vào phòng, Shin thấy mẹ chẳng hiểu con trai gì cả. Nhưng mà nhìn chiếc giỏ rách này tự dưng cu cậu thấy buồn. Mẹ cũng ngồi trong nhìn hộp đồ chơi chẳng biết nên làm gì. Tự nhiên Shin hét toáng lên, bảo là túi đã lành lại, vậy là hai mẹ con đưa vào giặt. Mẹ nghĩ Shin đã hối hận lắm rồi nên mới lấy keo dán lại, nên mẹ quyết định sẽ tặng Shin một món quà. Vừa dứt lời thì ông nội lại lên ở ké, và ông có quà đặc biệt cho cháu trai là robot Gundam phiên bản đặc biệt mới ra mắt. Shin sướng quá nhảy cẫng lên, vậy là món quà của mẹ trở nên vô nghĩa rồi. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 250, B2 Shin đang thư giãn một mình. Shin đang chơi Action Kamen chiến đấu với quái vật và đây là đối thủ đáng gờm nhất. Nhưng chưa kịp hành động thì Hima lại bò ra đẩy ngã quái vật. Rồi cô bé lại xô hết đồ chơi của Shin. Chán quá Shin lại bật robot lên rồi nằm dài ra xem. Tự nhiên Hima lại lấy điều khiển rồi tua lung tung. Vậy là Shin nổi điên lên giành lại, còn Hima thì khóc ré lên. Mẹ không biết hai em có chuyện gì nữa hay là Shin lại chọc em rồi mà mẹ thấy nhà cửa lộn xộn quá. Shin mau dọn dẹp cho mẹ, Shin nghe mà như sét đánh ngang tai, còn Hima thì bật TV chơi tiếp. Shin thấy thật mệt mỏi, cu cậu muốn thoát khỏi những người phụ nữ ồn ào này quá. Mẹ thấy Shin thật xàm xí, mà Shin muốn ở một mình cũng được thôi. Giờ mẹ sẽ đi siêu thị nên Shin có thể yên ổn rồi. Rồi mẹ điệu Hima đi, Shin liền khóa cửa rồi cười khoái chí vì giang sơn này bây giờ là của ta, rồi cu cậu vào nhà vệ sinh đi tiểu. Chưa bao giờ Shin thấy thoải mái như hôm nay, sau đó cu cậu vào bếp lục tìm đồ ăn, cuối cùng cũng lấy được ít nước trái cây và bánh nên Shin đưa ra nằm dài bật TV lên xem.
nhưng chẳng có gì đáng xem cả. Chán quá xin tắt tivi rồi ăn bánh uống chút nước. Sau đó ra chơi action Kamen chiến đấu với quái vật, nhưng mà tự nhiên xin thấy chán quá. Sau đó cu cậu lại lấy đồ chơi của Hima ra xếp rồi tự vỗ tay khen mình. Chợt nhớ ra có thùng khối gỗ ngoài kho nên xin ra lôi vào rồi đổ ra. Và hôm nay xin sẽ xây dựng một căn cứ bí mật. Rồi cu cậu nhào lộn xếp chồng các khối gỗ lên nhau. Thấy nó không bị đổ mà xin tự hào quá. Tiếp tục cu cậu lại thể hiện, may quá, không bị đổ. Rồi xin dùng hết tư thế này đến tư thế khác đưa gỗ đến xếp lên. Sau một hồi lao động miệt mài, cuối cùng căn cứ bí mật của Action Kamen cũng đã hoàn thành. Chắc mẹ và Hima về sẽ trầm trồ cho mà xem. Rồi mẹ sẽ đến ôm xin vào lòng vì thấy con trai mình đúng là một thiên tài. Tự nhiên có xe tải chạy qua nên làm căn cứ bí mật của xin bị rung lắc. May mà vẫn ổn, xin nghĩ nhất định phải giữ nó cho đến khi mẹ về. Thấy Bạch Tuyết cứ sủa ngoài cửa, cu cậu ra bảo nó im lặng. Sau đó xin cứ đi lại đợi mẹ về. Chưa bao giờ cu cậu mong mẹ như hôm nay. Vô tình, xin đá trúng quả bóng bay vào tường làm nó văng ra chỗ căn cứ bí mật. May mà cu cậu chụp lại được, không thì toang. Tự nhiên nhà bị rung lắc lên như có động đất. Thì ra mẹ đi siêu thị về, may quá nhà không sao, nghe tiếng mẹ về ngoài cửa. Xin thả quả bóng trên tay rồi hí hửng chạy ra khoe mẹ. Vậy là quả bóng lăn lại làm đổ robot Gundam, rồi bot lại bắn đạn ra rồi rơi trúng xe ô tô làm nó lao thẳng vào tường. Sau đó lại đụng vào quả bóng, kết quả là quả bóng bay ra làm sập hết cả căn cứ. Lúc này xin cũng kéo mẹ vào đến, cu cậu có vẻ tự hào về tác phẩm của mình lắm. Còn mẹ thì hét toáng lên khi thấy một mớ hỗn độn trong nhà. Vậy là mẹ nổi điên lên cho cu cậu một trưởng u đầu luôn. Xin nghe mà mệt mỏi quá, ước gì lại được ở một mình. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 258, P một bố không có tiền để nhận hàng. Nay mẹ ra ngoài có việc nên nhờ xin ở nhà trông em cùng bố. Thấy mẹ đi, Hima cứ với đòi đi theo. Trong này bố đang nằm dài ra xem tivi rồi nhổ lông mũi. Rồi xin cũng bế em vào bảo bố trông, bố thấy chán quá. Rồi ba bố con ngồi xem tivi, nghe chuông điện thoại. Bố bảo xin ra nghe, nhưng cu cậu chẳng quan tâm, cuối cùng bố đành đi ra. Thì ra người ta gọi đến bảo sẽ giao hàng rồi nhờ bố thanh toán tiền mặt, nhưng bố đâu có mua gì đâu. Chợt nghe đó là gậy đánh gôn mà bố hết hồn. Nhưng mà mẹ không ở nhà nên bố bảo họ cứ giao đến, rồi bố hí hửng vào lấy tiền. Nhưng mà không đủ, vậy là bố lục tung tủ tìm. Xin không biết bố đang tìm gì đó, bố bảo xin sắp nhận hàng nên đang tìm tiền. Hai anh em xin nghe vậy cũng lục tung tủ đồ giúp bố một tay. Chợt xin tìm được robot lượng tử, bố nghĩ chắc xin giấu nó ở đây rồi quên mất tiêu. Đột nhiên Hima hét toáng lên, thì ra cô bé tìm được một chuỗi ngọc trai. Bố sợ Hima làm hỏng của mẹ liền cất đi. Rồi bố tìm tiếp thì lại tìm được chiếc cà vạt hồi bố kết hôn với mẹ. Xin nghĩ là bố nên tập trung vào chuyên môn. Vậy là ba bố con giải hết đồ khắp nhà mà chẳng thấy tiền đâu. Bố thấy không có đủ tiền thì sao mà nhận hàng được. Vừa dứt lời thì người ta cũng giao đồ tới. Bố bảo giờ bố không có tiền mặt ở đây nên hẹn chú giao hàng quay lại sau 1 giờ nữa. Chú thấy giờ là 3 giờ nên chắc chú sẽ quay lại lúc 5 giờ hoặc 5 giờ 30 phút. Bố thấy chán quá, không biết tìm đâu cho đủ 20.000 yên đây. Rồi bố vào du Hima ngủ, lúc này cũng đã 4 giờ. Sau đó hai anh em xin lại dậy uống sữa. Xem đồng hồ thì bố thấy đã gần 4 giờ 30 phút, rồi sắp 5 giờ. Mãi không thấy mẹ về nên bố bực quá quyết định lái xe đi rút tiền. Bố hy vọng là ngân hàng sẽ mở cửa đến 5 giờ chiều. Xin bảo bố đi lẹ đi cho kịp, bố không biết là có kịp không nhưng mà đến đó rồi mới biết. Vậy ở bố phóng xe đi, đến trước nhà ga thì chẳng có chỗ nào đậu xe cả. Mãi tìm chỗ nên bố sắp va vào một chiếc xe ô tô. Vậy là mấy bố con bị chửi sấp mặt, tìm được chỗ đậu xe. Bố vội vàng vào rút tiền, xin gọi theo bảo bố hình như quên hai anh em rồi. Bố thấy hai anh em ở yên trong xe đợi bố chứ bố vội lắm rồi. Nhưng xin thấy không nên để trẻ em một mình trong xe. Vậy là bố ôm hai anh em rồi vắt chân lên cổ chạy vào ngân hàng rút tiền. Nhưng bố lục mãi chẳng thấy thẻ đâu, hay là làm rơi đâu đó rồi. Xin bảo bố nhớ lại xem có mang đi không. Bố nhớ là lúc nãy Hima cầm mà, vậy là bố đến Hima lên tìm. Xin thấy nó ở đây rồi nhưng mà bị Hima dẫm cong mất tiêu. Rồi cu cậu xung phong bẻ thẳng giúp bố thì vô tình bẻ gãy luôn. Lúc này cũng có thông báo là hết giờ làm việc. Xin nghe vậy liền đứng cười trừ, bố thấy xin toàn phá đám thôi. Vậy là mấy bố con về nhà, vừa thấy cửa mở. Bố liền quỳ xuống xin lỗi rồi bảo chú giao hàng bố không đủ tiền để nhận hàng. Nhưng mà đây là mẹ mà, bố vui quá liền lao đến ôm chầm lấy mẹ. May quá mẹ về kịp lúc, mẹ không biết là có chuyện gì. Lúc này chú giao hàng cũng đến, bố liền nhờ mẹ ra trả tiền hộ. Nghe nói 20.000 yên mà mẹ thấy hơi bực nha, bố thấy cũng bình thường mà. Chợt nhìn vào ví thì mẹ hết hồn khi đã hết tiền mất tiêu, thì ra lúc nãy mẹ mua đồ hết rồi. Bố nghe vậy liền hét toáng lên bảo mẹ toàn mua lung tung thôi, mẹ thấy bố hay mua những thứ không cần thiết mới đúng. Vậy là cả hai cãi nhau om sòm làm chú giao hàng đứng hình ngoài cửa. Cả Shin và Hima cũng bất lực với hai ông bà này luôn.